Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video của bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu bạn tham gia một chuyện để góp nhận 45.000 token có ký hiệu là Brain. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mà trong Start Chatbot. Rồi, video đầu tiên các bạn join kênh Telegram group của nó nè. Rồi các bạn mới đáp lên nè. Tiếp tục join tiếp kênh seller nè. Rồi tiếp tục join tiếp kênh seller thứ hai của nó nè. Rồi bắt up lại. Tiếp tục follow like fanpage Facebook của nó nè. Trên Facebook thì các bạn bấm thích nha các bạn. Rồi các bạn lướt xuống các bạn like một bài của nó các bạn. Các bạn chụp xíu các bạn. Thích nè, chia sẻ công khai luôn các bạn. Rồi bạn bắt up lên nè. Tiếp tục follow Twitter và Tweetbot nè. Trên Twitter nè các bạn theo dõi nha các bạn. Bạn like nè. Các bạn test like nè. Rồi các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn bấm vào iDrop nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục submit tên nè. Rồi các bạn điền là username Telegram của tất cả các bạn đã trên sàn iGrab các bạn. 1 2 3 4 5. Tiếp tục các bạn gửi lại đường link URL Facebook nha các bạn. Thì các bạn mở nhấp vào Facebook của mình nè. Còn đối với bạn nào trên xài trên ứng dụng thì các bạn nhấp vào một cài đặt các bạn. Rồi các bạn nhấp vào anh avatar của mình nè, nhấp vào ba gạch cùng. Vì mình không có xài trên ứng dụng các bạn. Tại ứng dụng về nặng máy thì mình làm gì. Rồi các bạn dán vào nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn điền lại username tại Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Cộng winvn9 nè các bạn. Rồi các bạn gửi lên chatbot nè. Rồi tiếp tục các bạn gửi lên bullying retweet nè. Thì các bạn nhấp vào Twitter mình nha các bạn, nhấp vào ba gạch cùng, nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn chia sẻ các bạn bạn ra tweet nè. Rồi bạn gửi lên chatbot nè. Bắt YouTube. Trên đây thì rồi các bạn subscribe kênh YouTube nữa cái nữa nha các bạn. Vì hồi nãy nó thêm một cái tách nữa mình không có để ý. Rồi bạn bấm đăng ký các bạn. Sau khi đăng ký xong thì các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn nhấp vào avatar của mình nè, nhấp vào kênh của bạn nè các bạn. Các bạn nhấp vào ba gạch cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Các bạn sao chép đường liên kết YouTube mình nha các bạn. Rồi các bạn gửi lên chatbot nè. Tiếp tục còn gửi địa chỉ với BNB Smart Chain Bet20 trên dưới chocolate mình nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào menu Black. Balance sheet mình đã nhận được 45.000 token Bray nè, menu. Rồi các bạn bấm balance sheet để check số cầm mình kiếm được nữa các bạn. Đây link ghép của tất cả bạn, bạn gì link ghép mình chia sẻ trong bè những thân để kiếm thêm token các bạn. Vậy video mình đã kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video tiếp theo từ mình nhé.